tới một nửa số người tham gia xét nghiệm sàng lọc có lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong máu. Kết quả từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế là lời cảnh báo về nguy cơ nhiễm độc thuốc trừ sâu. Thưa quý vị, 67 người tham gia xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp test nhanh nồng độ thuốc bảo vệ thực vật, thì có tới 31 người có lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong máu. Đây là những người không trực tiếp tham gia sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu. Kết quả do Viện Sức khỏe, Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế thực hiện. Nhóm người tham gia được lấy máu và được tách lấy huyết tương, sau đó nhỏ vào chất chỉ thị màu để kiểm tra nồng độ thuốc bảo vệ thực vật trong máu. Sau 5 đến 7 phút, nếu giấy thử vẫn giữ nguyên màu vàng là bình thường, chuyển sang màu vàng sậm, tức là ở mức an toàn, chuyển sang màu xanh là nhóm có nguy cơ, còn xanh đậm là mức độ nguy hiểm, rủi ro cao. Theo đó, có tới 31 trên 67 người thuộc nhóm nguy cơ, tức là đang có thuốc bảo vệ thực vật tồn dư ở trong máu, một người ở mức độ rủi ro. Đáng lưu ý, nhiều người trong nhóm nguy cơ là nhân viên, cán bộ lãnh đạo tại các xã thị trấn, không trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp. Trước đó, Viện cũng đã thực hiện một nghiên cứu trên 243 người ở vùng có nguy cơ cao cho thấy có tới gần 85% người nông dân tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ cao cần phải đi làm tiếp các xét nghiệm. Vâng, thưa quý vị, với những người có nguy cơ cao thì sẽ có những triệu chứng dễ thấy, chẳng hạn như nôn mửa, nhức đầu, chóng mặt, đổ mồ hôi. Nếu không phát hiện và điều trị thì sẽ chuyển sang mãn tính, gây nên rối loạn thần kinh, mất ngủ, kém trí nhớ, mờ mắt, giảm thính lực, suy nhược cơ thể. Ở phụ nữ thì dễ gặp các cái tai biến như là sẩy thai, đẻ non, gây dị tật bẩm sinh ở trẻ, ung thư. Đại diện Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường cho biết, kết quả sàng lọc này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng danh mục thuốc bảo vệ thực vật và đưa ra các hướng dẫn sử dụng hợp lý nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân. Với cái tình hình mà sử dụng hóa chất trừ sâu với liều lượng ngày càng cao và cái tần suất ngày càng nhiều, thì cái nguy cơ là rất là lớn. Ở trong một cái môi trường thì trong một số cái nghiên cứu của chúng tôi thì kể cả những trẻ em ở những cái khu vực có phun thuốc trừ sâu nhiều thì cũng bị ảnh hưởng. Thì ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái nguồn khác có thể ảnh hưởng, vì thuốc trừ sâu có thể dùng ở trong nông nghiệp như là trồng lúa hoặc là hoa màu, rồi nhiều các cái bảo vệ thực vật khác. Cái xét nghiệm sàng lọc nhanh này thì tập trung vào hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm lân hữu cơ, nhóm carbamate, để mà xem là cái giảm cái hoạt tính của enzyme. Thì ảnh hưởng sức khỏe này thì rằng là những cái gây ra những cái nhức đầu, khó chịu, rồi những cái mà hồi hộp, lo âu, và tiếp theo là những cái hậu quả của những cái vấn đề ảnh hưởng đến thần kinh như thế, thì chúng ta cần phải quan tâm xử lý sớm, bởi những cái này lâu dài thì nó sẽ gây những cái bệnh mãn tính.